Ôi, hello anh chị em mình thân mến nha. Hôm nay Hiệp có mặt tại huyện Đập Loa, tỉnh Lâm Đồng nha anh chị. Cái này là thuộc xã Đồng Kết ha, huyện Đập Loa, tỉnh Lâm Đồng. Sau lưng Hiệp đây là một mảnh vườn view siêu vip sầu riêng luôn nha anh chị. Nói thì vip nó đơ lưỡi luôn anh chị ha. Đó, siêu vip sầu riêng luôn. Phải nói là cực đỉnh mà sầu riêng này á, phải nói là nó đều, cây nào cây nấy đều y chang nhau luôn. Tán nó rất là đẹp luôn. Và đặc biệt của mình nó có tới 150m mặt tiền đường nhựa và 102m mặt tiền đường đất. Và mình có con suối nhỏ đó nha anh chị nha. Quá quá vip luôn. Và trên cái đất này anh chị nhìn thấy ở khu này ha, trên đây của mình nó bằng phẳng nó đẹp nè ha. Đó, rồi nó truyền nhẹ xuống dưới nha. Phải nói cái mảnh sầu riêng này phải nói có 102 luôn chị, đẹp kể dễ sợ luôn. Mảnh này mà anh chị mình đầu tư cái miếng này vô gấp á, là qua năm là coi như là kiếm bạc tỷ là chuyện bình thường luôn. Thì nó thật chân tình. Miếng này mà qua năm rồi anh chị kiếm vài tỷ là bình thường cái miếng này. Rồi để muốn biết thêm thông tin chi tiết về mảnh này á và muốn làm giàu thành tỷ phú là alo ngay cho Hiệp nha. Dẫn anh chị lên xem trực tiếp luôn. Ok là xuống tiền ngay và liền. Miếng này quá đẹp rồi, không còn miếng thứ hai luôn. Thật sự một tiền đường nhựa miên man mà cái đất đẹp lắm. Chất đất nó tốt dễ sợ luôn vậy đó ha. Rồi thông tin chi tiết cụ thể mà anh chị mình xem tiếp theo trong phần video của Hiệp nha. Anh chị mình coi ở đây tất cả đều có hôm tây nè, rồi chùa chiền nhà dân cư ở nè, đông đúc đầy đủ luôn nè. Mà cái mảnh vườn này cực kỳ đẹp luôn ha. Đó. Mà cái giá thì nó thực sự mà nói là giá là ok luôn. Nếu mà anh chị mình về là qua năm là bảo đảm mình thu hoạch là mình cũng kiếm vài tỷ ở cái mảnh này đất rồi. Đó, kiểu gì cái miếng đất này mình cũng lời anh chị nha, nói thiệt. Đây là anh chị nhìn đằng sầu riêng nè. Đó, nó gốc nó bự luôn nè, thấy không? Gốc bự cực kỳ luôn mà tán nó đẹp luôn. Nè, quay kỹ cho anh chị mình xem đây. Tán sầu riêng phải nói là chưa thấy mảnh vườn nào mà sầu riêng nó đẹp cỡ này luôn á. Đẹp lắm, sầu riêng anh chị thấy không? Đây quay thực tế cho anh chị mình xem một chút luôn, phần lay cam luôn nha. Anh chị nhìn thấy nha, tất cả những cây sầu riêng mà nó đều hết như vậy nó mới là phải nói là tuyệt vời. Nè. Đó, gốc bự nè, không? Gốc bự mà tán nó rộng nha. Đó, đi kiếm ở đâu mà vườn sầu riêng mà nó đều như vậy, không phải nói là nó đều trang luôn, cây nào cũng như cây nấy nè anh chị thấy không? Đó, rất là đều luôn. Anh chị mua đầu tư ngay là qua năm mình kiếm vài tỷ đi, cái này liền luôn chứ không có chạy đâu được. Ở đây mình bằng phẳng nè đó. Anh chị mình làm nhà hôm tây này khi nghỉ dưỡng cho này nó tuyệt vời luôn á, thiệt. Mặt tiền đường nhựa nữa, vi vu luôn. Quá đẹp cái mảnh này đi ha. Rồi, không có nhiều thời gian của anh chị mình nha. Mời xem tiếp theo trong phần lấy cam của Hiệp. Đó, anh chị nhìn thấy xung quanh mình nè. Hôm tây nghỉ dưỡng rất là nhiều luôn ha. Đó. Mà sầu riêng nó đẹp cỡ này luôn thì thật sự nó quá siêu đẳng. Mà gia chủ này thì bây giờ họ đang là gấp lắm rồi. Vì họ kẹt tiền á. Con đi du học nước ngoài luôn cho nên là bấm bụng phải bán cái mảnh này đó. Anh chị thấy không? Quá đẹp. À, thấy không ạ? Ở đây mình có con đường bê tông mình đi lên trên đồi luôn. Mình đã gia chủ làm sẵn con đường này rất đẹp ha, xe hơi chạy thoải mái lên luôn nha. Cái vườn sầu riêng phải nói là cái vườn này rất là đều luôn. Cái vườn này sầu riêng rất là đều nè, rất đẹp. Ha, đó. Ở đây mình bao bọc ở đây đều có các hôm tây hết luôn à. Đó. Xung quanh toàn bộ ha. Xe hơi mình đậu mặt tiền này nhựa dài dưới ha. Mảnh này sầu riêng rất đẹp. Có hàng thẳng lối hết trơn đều. Đây là toàn bộ mảnh vườn view ha. Sầu riêng cực kỳ đẹp. Toàn bộ mảnh này là view ngắm rất đẹp nha, từ có thể gọi là view sân mây ha, vừa vườn sầu riêng vừa view sân mây, cực kỳ đẹp luôn.